Nhật Bản đóng tàu tuần tra 1.700 tấn cho Philippines, bao giờ tới Việt Nam? Hôm ngày 7 tháng 2 vừa rồi, Nhật Bản và Philippines ký kết thỏa thuận giá trị lên tới gần 150 triệu đô la Mỹ về việc đóng hai tàu tuần tra lớp Kunigami. Cụ thể, theo thỏa thuận này, tập đoàn công nghiệp đóng tàu Mitsubishi sẽ đóng cho phía Philippines hai tàu tuần tra lớp Kunigami với giá trị hợp đồng 14,5 tỷ yên, tương đương 132 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền trên nằm trong gói viện trợ được Nhật Bản và Philippines ký với nhau từ trước đó. Theo đó, số tiền 132 triệu đô la Mỹ được Philippines thanh toán cho Nhật trong thời gian 40 năm với lãi suất không quá 0,1% mỗi năm. Đây có thể coi là sự ưu ái rất lớn Nhật Bản dành cho Philippines khi cho phép quốc gia Đông Nam Á này mua tàu tuần tra trọng tải 1.700 tấn và trả góp gần như không lãi trong vòng 40 năm. Kunigami là lớp tàu tuần tra trọng tải dưới 2.000 tấn được sử dụng bởi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Loại tàu này bắt đầu được Nhật Bản đưa vào trang bị từ năm 2012 tới nay. Kunigami có chiều dài 96,6 mét, lườn rộng 11,5 mét, mớm nước 5,2 mét. Tàu được trang bị hai động cơ điện diesel với hai trục dẫn động, tốc độ cao nhất có thể lên tới 25 hải lý giờ, tương đương 46 km một giờ. Ở Nhật Bản, phiên bản tàu tuần tra Kunigami được trang bị một khẩu pháo 20mm, hoặc là một khẩu pháo tự động 30mm tùy từng cấu hình vũ khí và môi trường hoạt động khác nhau. Với yêu cầu thiết kế phù hợp với đa nhiệm vụ, các tàu Kunigami có thiết kế cực kỳ hiện đại, cho phép nó di chuyển ổn định ở tốc độ thấp, có bể chứa nước thăng bằng trong tàu, ngoài ra có hệ thống ổn định điện tử và cả khả năng chống đạn. Tàu được trang bị một sàn đỗ trực thăng ở phía sau, tuy nhiên lại không kèm theo nhà chứa trực thăng, nên rất khó có thể mang theo trực thăng hoạt động dài ngày trên biển. Trước đó, trong thời gian từ 2016 đến 2018, Philippines từng nhận được 10 tàu tuần tra lớp Parula do Nhật chuyển giao như một phần của chương trình hợp tác chung, tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực giữa hai nước. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.